một chai thủy tinh khổng lồ và có thêm cái nắp nữa các bạn ơi. Anh cho nó chạy xuống đó, nhưng mà các bạn nhìn nè, đó rất là phê luôn các bạn ơi. Đâu đâu, cầm lên, cầm lên. What the fuck? Ui, chai thủy tinh khổng lồ. Chào mừng mọi người đã đến với chiếc lò của Bảo Rèm đẹp trai tâm linh vô địch cấp vũ trụ. À, ngày hôm nay thì mình cùng với Trung nhỏ sẽ theo điều kiện của các bạn fan, đó chính là sẽ làm thành một chai xì tinh khổng lồ. Thì chai xì tinh khổng lồ đó là mình phải kết hợp bởi bốn cái chai khổng lồ này, và như các bạn đã biết đó, là một chai nước khổng lồ này nó sẽ tương đương với là 20 lít nước bình thường. Cho nên mà một chai xì tinh này á là nó chỉ tương đương với có 300ml thôi các bạn ơi. Cho nên là để hoàn thành được cái chai nước khổng lồ này là phải mất hết cả mấy trăm chai xì tinh này. Đây, mấy trăm chai xì tinh mình sẽ để đây. Và mình đã có photo ra một cái thương hiệu khổng lồ này, để chút nữa là coi như là mình sẽ hở dán lên làm thành một cái chai. Nó giống như vậy các bạn, giống như chai nhỏ vậy nè. Đó, nhưng mà mình sẽ làm thành một cái chai to, và nó sẽ có cái nắp của nó, và nó sẽ có cái hình thương hiệu của nó luôn. Và ok, không lằng ngoằng nữa thì coi như là bây giờ mình cùng với Trung nhỏ sẽ làm thôi nha các bạn ơi. Okay. Công đoạn đầu tiên của chúng ta là phải cắt ra được mấy cái phần để mà mình có thể dán gắn kết cho được các bạn. Đó, đây mình có thể mình đã gắn trước một cái cho các bạn xem đây nè. Đây, khi mà mình cắt cái đuôi ra các bạn, đó có nghĩa là mình sẽ lấy được cái đuôi này và mình ụp lên trên được cái này. Đó, và nó sẽ được một hai bình các bạn thấy không? Ok các bạn, và phải mất hơn một tiếng đồng hồ anh em mình mới có thể hở dính liền được những cái này vô với nhau. Và nó rất là khó dính đó nha các bạn ơi. Bạn có thấy chai xì tinh mà bự gần bằng Chung nhỏ luôn các bạn. Đây, nhìn đi. Đó, đây là chai xì tinh hở siêu mini. Và còn đây là chai xì tinh hở siêu bá đạo. Các bạn. Và chai xì tinh này sẽ được hoàn tất ngay sau đây thôi. Bởi vì công đoạn của sắp đến của chúng ta thì nó cũng khá là đơn giản. Mình sẽ gắn logo là ở cái tầm ở chính giữa này. Nhưng mà ở chính giữa này các bạn thấy nè, như các bạn thấy là ở tầm chính giữa là nó có một cái băng màu đỏ đúng không? Thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ dán cái băng màu đỏ vô trước đi. Hơi to quá nhưng mà không sao, to vậy mới xịn đúng không các bạn? Đó. Ok, dán đi, dán vậy luôn. Đây. Và cuối cùng thì chúng ta đây để xuống. Có, cuối cùng thì chúng ta cũng đã có một một chai xì tinh khổng lồ và có thêm cái nắp nữa các bạn ơi. Đó, đây, dựng thẳng lên cho coi cái nắp nè. Đó, thật ra cái nắp này rất khó làm cho nên là mình đã chế một cái nắp như vậy. Đó, đó là cái nắp ấy. Rồi. Và mình nghĩ là phê nhất chính là cái công đoạn mà chúng ta sẽ bắt đầu cho xì tinh mở nắp và cho xì tinh vô, kiểu như là mình đang mua thêm để mà có thể làm được chai xì tinh 1000 chai xì tinh nha các bạn ơi. Đúng rồi. Ok, và mình mong là các bạn sẽ trông chờ vô hồ bơi 1000 chai xì tinh của mình. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem qua là có đủ đầy đủ được cái này hay không. Rồi. Đây là chai khách thành nha. Ok, chai khách thành đầu tiên đây. What the fuck các bạn ơi, khi mà anh em mình đổ thì anh em mình mới phát hiện đó chính là cái băng keo này là nó sẽ bị bung ra là các bạn, đó thấy không? Đó, nó bị ướt rồi. Cho nên là hả, ok bây giờ anh em của tụi mình sẽ hả làm thật là nhanh để mà cho chai xì tinh này đầy luôn nha các bạn ơi. Như các bạn đang thấy thì mình đang rất là cố gắng để đổ phía trên cho nó chạy xuống. Đó, nhưng mà các bạn nhìn nào. Nhìn nào, trời ơi, nước nó chạy ra quá trời các bạn thấy không? Man. Cái này là hơi không hay là mình phải lỗ, chắc mình nghĩ là làm sao chắc phải lỗ cả. Trên 5-60 chai rồi các bạn ơi, ít nhất luôn á. Ok,
Bây giờ đổ cũng... 10 chai chảy ra ngoài hết 5 chai. Đổ 10 chai chắc nó chảy ra ngoài hết phải 3-4 chai các bạn ơi. Ok, mình cố gắng mình làm cho xong nha, để nó chạy nữa bạn. What the fuck các bạn ơi, what the fuck các bạn ơi. Mình đã tốn kiểu như là cũng gần được một nửa rồi. Nhưng mà không sao, hơn là ở dưới nó cũng đã hơn nửa rồi các bạn ơi. Giờ chung nhỏ đang rất là kiệt sức để mà đổ vô là các bạn nhìn là nó chảy ra nào. Ban đầu cái sàn của mình đâu có gì đâu đúng không. Giờ nó chảy nước ra quá trời nè. Ok, đây là thịt hài hơn một nửa rồi. Nói chung là chảy ra sàn các bạn nhìn rồi thấy không. Đó, chảy ra sàn quá trời quá đất luôn. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là nó sẽ đầy thôi các bạn ơi. Nó gần đầy rồi, tại vì ở phía dưới nó chưa có đầy cho nên anh em mình phải đổ thêm vô nữa. Ok, đây. Các bạn thấy, trời ơi, cái chai xì tinh này mà uống một phát một chắc hả? Chắc các bạn tiểu đường luôn á. Đó, thấy không? Các bạn nhìn đường nước lâm sàng. Nè, nhìn nước nó chảy ra nè, các bạn thấy không? Nhìn thôi, không uống mà đã tiểu đường rồi. Nè, nước chảy ra nè, các bạn thấy không? Đó, ok, bây giờ chung nhỏ giống kiểu là nó phải trên được cái này nó mới chạy xuống. Không rồi, dưới đây nó phải trên này mới chạy xuống nữa. Không, rồi xuống dưới đây rồi xuống dưới đây nữa. Ok, tạm thời là mình thấy nó cũng khá là ổn áp rồi đó. Và chai xì tinh của chúng ta không đầy nữa các bạn ơi. What the fuck, các bạn biết gì không? Nó bị chảy dưới đây nè. Đúng rồi, lỗi kỹ thuật các bạn. What the fuck ơi, nó bị chảy dưới đây rồi. What the fuck, cái lỗ này là đây. Cầm máu không được. Trời ơi. Đây. Để mình cố gắng giá nó keo lại cầm máu đi các bạn ơi. Ôi, cái thằng này không bẫy được các bạn ơi. Nhưng mà nó chạy qua nhanh quá cho nên anh em của tụi mình không tiếp tục bỏ vô được nữa các bạn ơi. Xì tinh hết rồi. Đây. Men 300 chai xì tinh mà chịu không nổi nữa các bạn. Ban đầu mình chỉ nghĩ là nó chỉ có rơi vào tầm khoảng cỡ 150 chai thôi là đủ rồi. Mà giờ mình gần hết 300 chai xì tinh rồi vẫn không đủ luôn. What the fuck. Tại vì do nó chảy quá nhiều. Biết vậy là ban đầu một là mình sẽ dán silicon thì nó sẽ mất thời gian các bạn. Tại vì mình làm nhanh á. Thứ hai là hở mình sẽ dùng băng keo chống nước thì nó hơi mắc. Đó, nhưng mà bây giờ hở hết xì tinh luôn rồi. Xì tinh nó chỉ còn có vài chai à, đổ vô hông xì nhê. Đây là lỗi kỹ thuật. Ok các bạn, chai xì tinh khổng lồ. Và anh em của mình sẽ rút kinh nghiệm sẽ cho nó chắc hơn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thì hôm nay fail thì nó sẽ chỉ được như vậy thôi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, cũng vui rồi các bạn ơi. Cũng vui rồi. Nè, nó chứa rất nhiều. Nói chung là nó chưa đầy lắm. Anh em có thể muốn nó phải đầy lên đây. Nó phải okay. Đầy tới đây luôn nè. Đây, bây giờ mình thử lấy thêm cỡ hơn 100 chai xì tinh nữa mình đổ vô thêm coi là không biết nó sẽ như thế nào nha. Wow, cuối cùng cũng đã đầy rồi các bạn ơi. Và mình phải đổ phải hơn 100 chai nữa nó mới đầy. Và hở nước nó bắn ra rồi các bạn. Đó, như các bạn đã thấy. Còn có đúng vài chai thôi, 100 chai mà giờ còn đúng vài chai các bạn ơi. Ban đầu là dự kiến là 300 chai xì tinh nhưng mà nè, các bạn nhìn nước nó rút nè, thấy nhanh đó, không? Nước rút rồi các bạn nhìn nè. Ui, what the fuck? Nó vừa test thêm cái chỗ này nữa rồi các bạn ơi. Ok, đẩy nắp lại nó đi. Thôi, tới đây được rồi, đẩy nắp lại. Rồi, chai xì tinh khổng lồ của anh em mình. Chung nhỏ đứng vô coi. Rồi. Rất là phê luôn các bạn ơi. Ui, nó phần ngọt chứ bạn. Ok, đây mình chung nhỏ thử bưng lên nguyên chai xì tinh được không? Thôi, thử không nổi đâu. Thử ơi. Ô bưng lên. Ô bưng lên nổi không? Không nổi. Không nổi hả? Đâu, cầm lên. Có nặng cỡ đó luôn hả? Dù nó đang chảy nhưng mà 1 2 3. What the fuck? Ui, chai xì tinh khổng lồ. Ok. Mà nó nặng thiệt. Ôi. Mình sợ nó nứt ra các bạn ơi, nó bung ra. Đó. Ok luôn rồi. Ok các bạn. Nhưng mà không sao, mình đã hoàn thành được cái chuyện khổng lồ. Thôi, bây giờ thì cho anh Bảo tắm luôn đi. Ok. Không, chú nhỏ Đây, hành mình bấm lên. Rồi. Để ôi xui quá mày ơi, nó té ở giữa nè, bảo sao. Mình đã biết là cái ở giữa này là nó bị fail rồi.
này bu à, bước phút trên này nó sẽ bị đổ ra các bạn. Rồi mình sang đây. Ok, miếng cuối cùng. Cái này phải 7 giờ tảo luôn đấy chứ. Nhưng mà anh em mình vẫn được tắm skin. Oh shit. Wow, mùa hè này mà được tắm như vậy là quá là đã luôn các bạn ơi. Như các bạn thấy khi mà mình chơi xong thì đây là một bãi chiến trường các bạn ạ. Thì chai sự tinh của mình đã đã tàn tành. Đã tàn tành mây khói rồi các bạn ơi. Đàn em của tụi mình còn 50 chai nữa. Thì bây giờ hả, mình sẽ quất thêm 50 chai nữa cho nó đủ là bình sự tinh này 500 chai. Và bây giờ mình sẽ cho chúng nhỏ hả thử thức 50 chai còn lại. Rất là nhiều các bạn ơi. Nhiều các bạn ơi. À, rất nhiều luôn. Đấy, cho nhỏ mình sẽ tay, Rồi, cho chúng nhỏ tắm cùng với mình luôn các bạn ơi. Tắm nào. Chơi. Tắm bằng chai xịt tinh khủng lồ luôn. Nhiều thế. Nhiều sao hết rồi. Không mở mắt được luôn các bạn ơi. Phê dữ không? Và nếu mà các bạn có ý tưởng nào hay về xịt tinh thì các bạn hãy cứ comment ở phía bên dưới. Và rất là nhiều bạn xem mà chưa có đăng ký thì hãy đăng ký liền để mà mình có thêm động lực và thêm làm nhiều video mới cho các bạn. Bởi vì khi mà làm mấy chai xịt tinh này rất là tốn kém luôn bạn ơi. Và rít chịch luôn, nước không đi nổi luôn. Mỗi lần mà tụi mình chơi xong á là tụi mình phải dọn cái sân này phải hết 4-5 tiếng đồng hồ nó mới hết. Hết cái rít với lại hết cái mùi các bạn ơi. Có cái mùi nó ẩm ướt hết nhà mình luôn. Cho nên là họ rất là khó để mà làm những video này. Nhưng mà không sao, nếu các bạn đăng ký và ủng hộ cho mình á, anh em mình sẽ có động lực để làm nhiều video này cho anh em. Có động lực coi được. Vui mình sẽ làm. Đây là còn vài chai này, chút còn vài chai. Đấy, còn vài chai tẩm luôn các bạn ơi. Không thể tiếc gì. Đó. Và các bạn hãy nhớ đăng ký nha, nhớ đăng ký và nhớ like và nhớ chia sẻ cho các bạn để mà hở những bạn khác có thể mà xem là khá ngọt luôn các bạn ơi. Rồi. Ok, và đến đây cũng đã kết thúc video rồi. Thì mình sẽ làm một hồ bơi 1000 chai xịt tinh trong thời gian ngắn tới thôi. Đúng rồi. Và các bạn hãy ủng hộ thật là nhiều để mà mình có thể thêm động lực mình mua nhiều xịt tinh mình chơi cho các bạn nha. Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Đi tắm đây. Tắm. Không dám đi tắm đâu, dọn cái sân này hết 3 tiếng hồ các bạn ơi.